Chào các bạn, đây là Úc Phi. Úc Phi có đưa cho bà Tám một cái clip nói về gì, Phi nói sơ đi Cái clip để này mời mọi Phi người tự quay xem. luôn, quay thì đương nhiên nhớ bà Tám để quay lại, tại trên xe đâu có bà Tám đâu. Cái ngồi kế chị Thi Thi, con của ca sĩ Chế Linh đó. Không, rất là vui ngồi. Thì đương nhiên sau sau xe là có má với lại chị My á, rất là hay. Thì là Phi thấy cái câu chuyện thiếu thú vị mà chị Thi Thi bả cứ nói là bả chỉ rùng mình á, nổi da gà. Thì thôi Huy ngồi quay luôn, quay thì phía trước là xe tang á, xe của ông ngoại ha, xe của ba mình. Thì đương nhiên là ba, là cái ý quan trọng là ba đã dẫn dắt chiếc xe của chị Thi Thi có má và Phi đi theo sát luôn. Cái lộ trình của chị Thi Thi là đúng là chở má về nhà, tại má mệt mà, không đi lễ mệt thế này ba đây đó. Thì cuối cùng mình thấy rất là hay trong cái tình huống là ba bắt chiếc xe của chị Thi Thi phải chạy theo sát xe ba, xe tang ha, xe đen, và không được đi theo đúng cái lộ trình mà chị Thi Thi được hướng dẫn là chở má về nhà. Là Thì trong clip mình là có nói hết có rồi đúng nói không? hết luôn rồi, đi Ok, vậy quay bây đó giờ thì mình thôi mời mình mọi gửi cái clip này ừ. qua AirDrop cho chị Ngọc Rồi Hơn. mời mọi người xem cái clip coi như thế Chuyện rất nào là nha. cảm động và thú vị. Rồi cảm ơn Phi đã cho bà Tám cái clip để post cho mọi người xem. Chị My kêu em lấy xe ra chở bà ngoại, giờ em chạy ra em lấy, em chạy ra tới đây em xe em tắt máy em để hoài không nổi, em hết rồi em run quá trời. Đúng rồi. Thì lại Ông là ơi, ông ngoại cái thử khách hả? Rồi. xe ông ngoại chận đằng trước không không em để hoài không chạy Không nữa, cho hướng khác. xe Rồi. trước là xe Cuối tang cùng là xe tang là bắt chở đầu lăn bánh, là tự nhiên chị Thi là được lăn bánh sát xe ông ngoại xe chở ngoại bà luôn. ngoại chở ông Mà ngoại chị Thi cũng đâu có biết được cái lộ trình mà tự nhiên được sát ông ngoại đúng không? chị đâu Mà biết có lẽ là tại vì chị được chở bà ngoại nên ba kéo tay chị đi sát tao, đi sát tao đúng không? Đi đi sát chiếc xe của tao. Đúng suy rồi. suy nghĩ là xe Dạ. chị đề hoài, chị làm kiểu Dạ. gì cũng không nổi, chị đứng Ừ. hoài chị luôn quá trời Chị luôn. thật sự chiếc xe này nó có vấn đề, nhưng mà ông nói không không, Thi phải nổ máy được để chở bà ngoại đi đúng không? Xe mà gì mà có mà vàng, ông xe đưa chiếc mới xe vô đúng cái lộ trình sát ngay đích ông nè, đó là chiếc xe tang rồi, bởi phía vậy là trước. cũng ngờ luôn, tụi con Dạ, lấy xe đó. cũng được sao mà sợ Mà thật hay sự trời. cái lộ trình của xe chị Thi á, Mà các chở anh mấy chị ơi, ngày là chở ngoại về nghỉ. Nhưng mà thật sự là ngoại ba rất ba muốn chở đi và ba muốn đi. ba Đương nhiên là tính bà cách ngoại ba là chỉ rất là về bà muốn, ngoại muốn đi dạ bà ngoại muốn đi, mà tính cách ba cũng muốn là ngoại đi, mà đặc biệt là ba muốn bà ngoại phải đi sau lưng xe ba. dễ sợ chị Mà nổi chị da Thi gà là cũng luôn nổi da gà, tại vì Thi không không ngờ chiếc xe chị Thi là được nha, được sợ chở bà thiệt. ngoại thứ nhất và được đi theo sát ba luôn đó. Hồi nãy thật sự chiếc xe chị Thi là có vấn đề là không Nè, đồ. để chị dạ nói nè, dạ khi mà chị chạy đến ngay cái đầu chị thấy cái xe đó thì chị xe xe ta xe chị mới lùi lại để chị quẹo đường khác, chị đóng vào ngoài bên kia, chị xe chị tắt máy không không chạy được, chị dạ. run quá cho chị tưởng xe chị có vấn đề, chị niệm Phật, chị nói sao sao xe chị lại đứng cản đường mọi người vậy, trời ơi tự nhiên cái bây giờ lại đứng đằng sau là chị đề được mà Dạ, phải mà lên hồi nãy xe. em vừa mới lên xe em cũng áy náy, là tưởng là Phi lên xe cái làm xe chị hư, là mình rung quá trời ha. Thì cũng hết Dạ, hồn luôn, về chị bà Phi ngoại đó. vừa lên cái đầy được. Mà thật ra là xe này là xe VIP á, bà đưa về nhà, đưa bà ngoại về nhà nghỉ ngơi đúng không? Xe này mình mới mua nữa chứ Dạ, cũng hết xe mới hồn. mua. Sao Dạ. dễ sợ. Mà lúc đi là tới nhà thờ là chị Thi là chở má đúng không? Đúng không? Lúc bận đi là chị là chở má, chị Dạ, đi thì với chị đúng My. rồi. Là ba để ý chiếc xe này rồi. Dạ. Má Má ơi, muốn má đi theo. má có nhìn thấy phía trước là xe ba đang lăn bánh đó má, đúng không? Hay quá cho bà Mà ngoại chị má, tức là chứ chị Thi là chủ chiếc xe này cũng không ngờ là được đi sau xe tang. Đó. Vinh hạnh được đi Và sau xe chị tang. Thi rất là vui. Dạ. Mình đâu có Rồi, biết. chị My là cái người xin giới thiệu với mấy chị ha, mấy anh là cái người người rất là phù hợp, tức là tính cách chị My rất là lo lắng, mọi thứ rất là chu đáo, tính cách từ nhỏ đến lớn rồi. Xin giới thiệu luôn là trong chín người con á, là khi mà má đi buôn đi tìm công việc từ xa về mang quà cho tụi nhỏ đó ha, thì chị My là cái người gánh vác trọng trách là chia đều đồ ăn, bánh trái, những cái nồi cá hay nồi cơm, chín đều, chín đứa. Tại sao mà chị Dạ. My chia biết không? Tại vì Dạ. đông con quá, phải cử ra một người để chia. Dạ, mà chị My là cái người chia là rất là chính xác nha, công bằng và rất là thẳng tính, ai cũng không có phân bì. Tại hồi nhỏ mà cứ tưởng tượng từ 1 tuổi đến 14 tuổi nguyên đám 9 đứa, từ 1 tuổi đến 14 tuổi đúng không? Nhưng mà chia thiếu thì chị My khỏi ăn.
mà chị My đương nhiên không giờ chia thiếu. Và đương nhiên là tương lai là chị My làm kế toán trưởng rất là giỏi. Hồi nhỏ chia vậy thì làm kế toán trưởng, mà thật sự là chị My làm chuyên gia kế toán rồi, nhưng mà tại qua Mỹ không ai cho làm giám đốc hết. Đúng rồi, thì qua đây chị My cũng làm kế toán và thuế. Đó, xin giới thiệu hiện tại là vệ sĩ của má, người chăm sóc má là chị Lê Cam My. Đương nhiên là má rất là ai chăm sóc má cũng hài lòng thôi. Nha má ha. Má ơi, má nói đi, là má thấy xe ba phía sau á, má đang dõi bước theo ba ha. Cái này bất ngờ không? Mấy đứa nó không cho má đi, nó đúng rồi, nó bắt má về mà đúng má rồi về, mà mình hên là mình đi xe mà bà ngoại cũng bất ngờ là tự nhiên xe này đi sau đúng không? Tại vì lộ trình trên đường này không ai tổ chức để má đi theo sau đâu, bắt buộc chở ngoại về, mà nếu mà có tổ chức thì má sẽ được về nhà nghỉ ngơi đúng không? Bình thường tại vì má cũng mệt. Tuy nhiên thánh ý Chúa và đương nhiên là ba tính ba mà là muốn ha, rõ ràng luôn. Con thấy là thật sự là cái chuyện là rất là nhiệm màu. Dạ dạ đó, chị Thi nè, chị Thi là được ba để ý chiếc xe nè, là chị nói vui á, chị nói sợ nổi da gà. Trời, chị Thi em là không, chị, là còn nổi da gà nữa. Sự thật chị sợ kẹt mọi người tại vì xe chị tắt. Dạ đúng rồi, dạ đi. Với lại chị cũng chở em nữa. Dạ chở Phi, chở gia đình nữa chứ. Dạ, chở, sợ trễ dạ, trễ dạ. Hết mọi người, chờ quảng hồn ở dưới. Dạ. Tự nhiên tắt máy hết trơn. Dạ. Thì cũng sợ quên, lát nữa là bây giờ ngay lúc này thì cảm ơn chị Thi khi mà chở má tới nhà thờ sân Bắc Bà Ra hồi nãy trong gia đình. Dạ dạ rồi, hồi thì nãy là... chị Thi thật sự hồi hộp khi mà chở những người quan trọng, thí dụ như má nè hay là Phi nè ha, chị My mà từ những chiếc xe đó nó dở chấn ha. Em cũng hồi hộp. Chị dạ. Còn nói Phi là kêu mọi người đi lạng ở trước bên kia đi, xe này tắt máy rồi. Dạ. Thật ra xin thưa với lại các anh chị trong nhà với lại những cái bạn bè khán giả, Phi thì con Úc thì cũng ít khi mà quay clip, tại vì mình cũng bận rộn mà cũng không có thói quen, nhưng mà mình phải quay để mình chia sẻ tới các anh chị nè và những khán giả yêu thương ha. Quay này sẽ đưa cho các chị để các chị chia sẻ cái nhiệm màu và đức tin của ba của má đã tạo ra những câu chuyện thật sự là lay động lòng người. Cảm ơn Thi rất là nhiều đồng hành với gia đình trong ba ngày qua, chị My, chở má đi này kia lo lắng những thứ. Thật ra cũng chia sẻ là mấy chị cũng bận, đương nhiên rồi, trong những cái buổi lễ chụp hình với ba thì là chị Thi là người được tin tưởng nhất, là mấy chị giao cho cái điện thoại cầm để quay, và chị Thi quay rất là tâm huyết. Dạ đó là không những là driver ha, mà còn là người camera của mình. Người camera giỏi là Linh. Dạ chị không, tuy nhiên chị Linh giỏi thì chị Linh giỏi, nhưng mà chọn đúng cái người để nhờ là chị Thi đây ha. Chị Thi đây là có hỗ trợ lưu lại hình ảnh, lái xe chở mình. Dạ, chị Thi lưu lại hình ảnh giùm mà cho chị Linh cho một số đoạn. Dạ, thôi mình Phi quay clip thì Phi cũng tiếp tục chút nữa ha. Đương nhiên cảm ơn thì cảm ơn rất là nhiều rồi. Lát nữa Phi sẽ được các chị nhờ cái trọng trách là đọc điếu văn. Điếu văn thì có chú bác dự thảo, và Phi thì đương nhiên là Phi và các anh chị trong nhà rất có những cái điều gửi gắm cho ba thì Phi cũng biết hết. Và Phi tối hôm qua cũng không phải là không ngủ được, nhưng mà rất là vui khi là ngồi đến khuya 3-4 giờ sáng để viết lại những điều gửi gắm của Phi và các anh chị trong nhà, các cháu trong nhà chất chứa trong cái bài điếu văn. Chút nữa Phi sẽ thay mặt cho tất cả để gửi đến cho ba trong cái thời khắc rất là quan trọng sắp nữa. Và ngồi đây thì Phi muốn ghi lại cái hành trình cũng không có dài đâu, hành trình má đang ngồi sau Phi
má cũng có thỉnh thoảng cũng cũng buồn buồn, mà hầu hết là mặt má rất là tươi ha má ha. Ha, và bà má đang đi theo sát ba, nói chung là đưa ba theo nghĩa đen luôn á, ngay phía sau xe tang. Và duyên là tự nhiên Phi đi xe này chứ đúng ra là chị Ly đi. Sao Phi nếu mà Phi đi xe này Phi mới có những cái thức chị Ly hồi sáng là chị Ly đi xe này chị. Dạ dạ, nhưng Phi lên có lẽ là là thật sự á, là chia sẻ luôn ha, hồi nãy ngồi trong nhà thờ cũng là những cái thời khắc gay cấn, nhưng mà hai mẹ con là Phi đúng là ngồi bên kia, cái Phi qua ngồi với má, ba ngồi với má thì ra. Mẹ con là rất là rất là thân thiết mà mẹ con thì Phi nói chuyện má thì có chị Ly, mình nói nhỏ chị Ly cũng muốn má nghỉ ngơi nhiều hơn ha, cái đó rất là tốt. À thì má thí dụ má thích đi đi đâu xa đó thí dụ vậy thì chị Ly cũng nói thôi nghỉ ngơi, còn hôm nay thì má cũng muốn má nghỉ ngơi. Còn quan điểm của Phi thì nếu mà má vẫn đứng vẫn tỉnh táo, vẫn ok mọi thứ thì má thích gì nha thì Phi sẽ chiều theo má, đó là cái ý của Phi. Thì ý như vậy thì tự nhiên lại Chúa và ba là bắt Phi đi theo chiếc xe này của chị Thi để đồng hành với má. Mà nếu mà thật sự nếu mà chiếc xe này của chị Thi mà hướng má về nhà đó thì quan điểm của Phi á là cũng không có thuận theo ý đó, mà Phi rất là muốn má đi cùng với ba, đi cùng với ba ra nơi ăn nghỉ, cái nhà mới của ba ha. Một đoạn cũng được, 10 phút 15 phút má tới đó, 5 phút chị My sẽ đưa má về, không sao ha, mọi cái đều có cái sự kiểm soát. Dạ, ý là vậy nên của ba, ý của Chúa gửi Phi ngồi ở cái xe này. Tại chị My cũng nói thì Phi muốn nói theo cái tình cảm. Dạ đó, có khi chị Ly ngồi lại là hướng khác ha, mà cũng đúng, má về nghỉ cũng đúng, không có gì hết. Mà Phi ngồi là hướng khác, nó phải đi tiện ba một đoạn chứ. Mà Phi vô cái là bà thích đó, bà thích ăn ngoài vô lên một cái là chị đề được liền. Dạ Phi vô, Phi nhớ Phi vô vẫn còn chưa đề dạ, được không? Dạ đúng rồi. Rất là chị còn kêu Phi là Phi lái đi chị sợ. Thật ra mình nói đây thì cũng là thật sự là hướng đến cái ý á, thông điệp là ông tâm linh, dạ, tâm linh. Dạ mình trong câu chuyện Phi hay chia sẻ với lại các anh chị và khán giả nè, Phi cũng hay dùng chữ tâm linh một cách đức tin nhiều nhất. Và cái tình huống xảy ra đó là nói qua nói lại thì cũng là cái ý chung của Phi ở đây là ba vẫn ở đây, vẫn bên cạnh ha, vẫn bên cạnh má. Thật sự đương nhiên rồi, đương nhiên rồi, ba cũng mới mất thôi mà ha. Và cái tầm ảnh hưởng của ba đó lên tụi con và lên những người xung quanh yêu thương má giống như chị Thi này nè là có thật ha, tầm ảnh hưởng nha, giống như Thi xác nhận luôn là tự nhiên đang cái xe mới mà đang khó khăn cái tự nhiên nó thành ok. À, khi mà Phi lên má lên ví dụ vậy thì xác nhận còn vậy. Không cho Thi chạy dạ, thì dạ, dạ, dạ. Em định quẹo đường khác tại vì dạ. Em thấy cái này là đường cho quẹo dạ. Không cho quẹo, đương nhiên là bây giờ sự thật đang xảy ra, nó có sự chuyển biến rất là tốt là má đang theo sát ba và chắc chắn má sẽ ra được rỉa trang. Chắc chắn rồi, đúng không chị Thi? Ừ, đúng rồi. Nói chung là má sẽ bỏ một cái bông hoa cuối cùng đúng hộ chị đó. Dạ. Dạ. Phải đồng hành chứ, dạ. Người ta đồng hành nhau mấy chục năm rồi mà. Dạ, dạ. Bây dạ. Giờ mình chia cắt cao lượng. Dạ. Má hiểu ý tức ba và hiểu ý tụi con không ha? Dạ. Nên má sẽ khỏe. Dạ. Ông ngoại với ông ngoại bây giờ sướng lắm là bà ngoại, ông ngoại được cái áo, được Đức Mẹ tặng cho cái áo mới đó. Dạ. Hồi nãy con với má cũng có một quan điểm là nói chuyện ý tốt nha, là má cũng nhắc lại cái đây là ngôi nhà mới của ba, là ba má đích thân sắm sửa cho ba, mua trước 3 năm mấy rồi ha, xác nhận má ha. Cái này con không nói thì mọi người cũng chưa chắc biết, con cũng mới biết thôi ha. Đó má rất là dạ câu chuyện hai mẹ con nói thì cũng liên quan đến chăm sóc cho ba thôi. À, hồi nãy á
cũng chia sẻ rất là vui cái chuyện mà con với má cũng hiểu ý ba, là khi mà má nói nhỏ cho ba những câu chuyện gì đó tiễn đưa ba trong nhà thờ lúc mà ba còn mở cái nắp hòm ra đó, thì má có nói là này ý má nha, là ông cho tôi khỏe khỏe để tôi được đi chơi đây đó, đi gần đi xa à, để tôi khỏe khỏe, đúng rồi. Đương nhiên là đọc kinh, là đọc kinh suốt đời má ha, phải không? Dạ. Con mong là ý của má là má là sức khỏe quan trọng nhất, đúng có cái gì thì có sức khỏe thì má, thật ra là má cũng muốn đi đi chơi hả, đúng không má? Dạ. Thì quan điểm của nói chung là đi nghỉ ngơi chứ dạ, không đi chơi. Nghỉ dưỡng à, dạ nghỉ ngơi thay đổi không khí. Dạ. Dạ. Chị My, chị Thi cũng chia sẻ là ngồi trong nhà thờ suy nghĩ nhiều lắm, nhiều về ba, về má, hay về tất cả người thân, tức là anh chị ruột á, mấy anh chị mà hay góp ý và có những tác động cho sự bảo vệ sức khỏe của ba và má đó, thì mình nghĩ có hai cái quan điểm nào cũng đúng, là quan điểm là phù hợp với má với ba, là quan điểm là mà tất cả nha, chính người là ba thích cái gì thì mình chiều cái đó. Đặc biệt là sở thích của ba là chiều đó, mà đặc biệt là tuổi của ba nữa, thì đó là em thấy là ok, mình không có thể nào phản biện được. Không lẽ nói là mình chia sẻ thật trong tâm là không lẽ ôi trời ước gì ba vẫn ở Việt Nam, là không ai chiều ba ăn uống gì hết, thì có thể là ba vẫn ốm vẫn tại Việt Nam, cái lối mòn của Việt Nam là 3 năm rồi ba vẫn ok ha. Nhưng mà nếu mà vậy thì ba buồn quá. Không có má, không được ăn, mà không có má, không có bác chị, không có được chiều. Ba thích là hoành tráng, ba thích chiều đó chắc chắn. Thì mình nghĩ vậy là ba quyết định qua Mỹ là một quyết định rất là sáng suốt, cái là quyết định rất là bất ngờ và rất là nặng quan trọng của ba nha. Hạnh phúc quá rồi. Ừ đó ha, má cũng bất ngờ mà ha. Đòi chết rồi. Dạ mình có thể mình nói tại Covid thì ba qua, Covid là Chúa ba cho ba là lành để qua đó, đúng không? Dạ đó, rất là viên mãn. Và ba qua Mỹ gặp được nha má, thì hôm nay là chị Thơ là người rất là thương ba về mặt chăm sóc ba, là chị Thơ được gần ba rất là nhiều á, chiều ba à, tất cả những điểm tốt không á, ba ăn cái gì phải mua ngay, trời ông thích lắm, tại ba thích ăn mà. Đó là sự thật là khi mà ba được như vậy. Ba ơi, ba má với con với chị My được chị Thi đây chở theo sát ba nha. Đây là ngôi nhà mới của ba, rất là đẹp, có tượng Chúa rất là to nha ba. Và má đương nhiên là má mua cho ba cũng là cái chỗ mà ngôi nhà của ba, cũng má cũng dành một khoảnh đất đúng không má? Dạ cái đó là bình thường, tại lúc nào họ cũng là mặt căn nhà chu đáo như vậy thôi ba. Ba chưa tới đây đúng không má? Hồi trước á. Dạ đó, má nói chưa. Bây giờ là ba, má dẫn ba tới đi sát luôn nè. Hay quá. Đó, chị Thi nổi da luôn á ba. Dạ, chị Thi nổi da gà luôn á, không ngờ là một cái câu chuyện. Dạ thật sự. Dạ. Em cũng thật sự là nổi da gà. Dạ. 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 Trời, chị muốn đi được khác sao, dạ. Má không có bị đăng xong vậy đó. Chị My đang chị My đang cập nhật tình hình sức khỏe của má cho các những người thân. Má mạnh mẽ lắm, không phải là những người khác đâu. Dạ. Đi. Phong cách tâm lý thần thái. Rồi. Dạ thì mình cho ba là mấy dạ. Rồi trước khi ba mất khoảng 7 ngày 10 ngày gì đó, là má chị My có kể sao là má bắt máy, má đòi gọi cho nhà hoàng. Má đòi ra đây nè. Má ra, đương nhiên rồi, cái đó thì đương nhiên là mấy chị nói không, tụi con cũng lo rồi. Thì má an tâm chắc chắn rồi. Hả má ha. Phải không? Dạ. Má kêu chị My đi. Dạ. Nói là má ơi, má đừng lo, ông Thơ. Dạ. Ông Thơ nó lo rồi. Ba ơi, chiếc xe của ba được theo sau bởi xe của má, và từ từ lăn bánh vô
cái ngôi, những ngôi nhà mới rất là đẹp, chung là nghĩa trang rất là đẹp. À, ba hỏi là có to để cho ba với má gọi là hoành tráng thoải mái không? Có. Trời ơi, má xác nhận là to lắm ha. Má ha. To. Dạ, má chuẩn bị mà ba biết rồi. Với là dưới chân Chúa nữa là coi như là vị trí đắc địa. Ba đó. Cười luôn á. Dạ. Đó. Dưới chân Chúa. Tại sao mình nói vậy? Tại vì ba chưa được biết thông tin này đúng không? Má ha. Đúng rồi, ba đâu biết đâu. Dạ. Má im lặng, má đi mua mình thôi. Phi từ Việt Nam qua thì cũng không rành là những cái quy trình thủ tục hay là dịch vụ về đưa xe đám tang á, là có cái những cái bolus này đưa được không? Không, mà dịch vụ nào cũng có đúng không? Tức là mình tức là quy trình là lúc nào đi về cũng có đúng không? À, được gọi là chính phủ lo đúng không? Không phải, em yêu cầu nha quan đó nó sẽ còn không yêu cầu thì không có hả? Mình phải có một tờ, một giống như nằm trong cái dịch vụ, một cái đơn xin đó, dạ, để có police đi theo mình nữa. Nói chung là nằm trong cái gói dịch vụ đúng không? Vụ dạ, tại vì Phi ở Việt Nam qua không biết thì rất là chu đáo, tuyệt vời ba ha, rất là hài lòng theo ý ba. Chị Lý nói máy về tới nhà những cái hình ảnh này tụi con xin phép lưu lại chia sẻ. Tưởng là chở má về rồi, chị Ly hỏi má về tới nhà chưa thì nói với Ly đi là má ổn rồi đó. Chị Ly là đương nhiên chị nào cũng lo cho má, chị lo lắm đúng rồi, lắng xong má ok rồi. À, chị My theo dõi tình hình má sát lắm ha má ha. Ok má ha. Dạ. Dạ. Má phải nghỉ má, ok dạ. Trước nữa về đi ăn má đi không? Đi. Má có nghe đi, ba nói. Đi. Dạ. Má, con lắp lại cái ý này là trên cái clip á của chị Thơ là ba nói luôn. À, ba nằm xuống trước đương nhiên trước má ha. Đúng rồi. Và có chín đứa xung quanh là mọi việc em đẹp cả. Ba nói luôn mà. Ừ. Mà ba còn nói đồng ý với chị Thơ đó, chị Thơ nói, nhưng mà ba chỉ lo cho những người ở lại thôi. Ba nói đúng đó, chị đúng đó. Má hiểu không? Và hiện tại ba lo cho ai nhất? Hiểu ai gì? Là chồng má đó. Thì má hiểu ha. Hôm nay nãy má cũng hay lắm, má nói anh cho Huệ đi chơi. Tuy nhiên phải xin rồi. Mà xin mà ba phù hộ thì má sẽ vẫn về sức khỏe. Thế thôi nãy nghe chị Ly không cho đi về, má xin má. Chị Ly không cho là rất là tốt, là lo khỏe thôi. Quan điểm thôi. Má sẽ lắng nghe từng người. Dạ. Cái gì chị My? À, để quay để mọi cho lưu lại hình ảnh ha. Đó, đây là những ngôi nhà miền đất mới. Dạ. Đó, chỗ ba là bông hoa nhiều đó, phía trước đó. Dạ, gần tới nhà của ba rồi, ba ơi. Thật ra Phi coi cái clip của Di Thơ có cái đoạn là ba ngồi chào tất cả các khán giả fan hâm mộ của chị Thơ đó. Ba ơi, kính chào các bạn. Trời ơi tội, thương thiệt á. Đương nhiên cái này là chị Thơ cũng đề nghị. Ha, cái ba gật đầu tại vì ba biết là những cái giá trị ba mang lại cho mọi người nên ba chịu khó. Chứ Phi mà về già 90 chắc ai kêu làm mình cũng làm. Nhiều lúc mình ngại ha. Ví dụ vậy. Ba rất là trang hòa và gần gũi. Dạ đúng rồi, gần gũi. Ba rất là hiểu ý. Ba ơi, cái điều tuyệt vời là hiện tại má vẫn theo sát ba trên con đường ba về nhà mới nha. Vậy xin chấm dứt cái đoạn clip này. Hẹn anh chị cái đoạn clip mới. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tội tôi.